Người đàn ông này phóng một con dao xuống cái bóng của chính mình ở dưới nước, không ngờ trong nước bỗng nhiên lại có máu nổi lên, một tên thích khách đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông liền vung đao lên trực tiếp đưa đối phương lên bà thờ ngắm gà khỏa thân, sau đó đám thích khách từ dưới mặt nước trồi lên ngày một nhiều hơn. Người đàn ông biểu cảm lạnh lùng kéo lê thanh kiếm bước đi như đã biết trước chuyện này. Giây sau đó anh ta lao vào chém bọn chúng như chém chuối, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, ra tay dứt khoát cứ một đường kiếm tung ra là có kẻ phải bỏ mạng đến đó. Người đàn ông đẹp trai ngầu lòi này tên là Giang, kiếm khách số 1 xứ Cao Ly. Anh ấy giết người chỉ cần một chiêu bởi vì còn chưa có ai có thể sống mà tiếp chiêu thứ hai của anh cả. Hôm nay Giang phụng lệnh sư môn đến giết sạch cả gia tộc kẻ thù. Sau khi giết chết người đứng đầu gia tộc họ Choi, anh từ từ bước lên phía trước chuẩn bị kết liễu kẻ thù cuối cùng này. Ai ngờ đối phương hóa ra là một đứa bé, lại còn cười với anh nữa. Dáng vẻ ấy thật sự đáng yêu vô cùng. Người trước nay lạnh lùng nhưng Giang cũng bỗng chốc bị tan chảy bởi sự đáng yêu đó. Anh liền ra một quyết định táo bạo, đó chính là cứu mang đứa bé vô tội này. Nhưng quyết định ấy lại khiến anh bị cả đồng môn truy sát. Anh cố gắng vừa đi vừa chém hai hàng tre trong rừng để cản đường họ. Tuy nhiên bọn họ lại muốn tìm đến cái chết nên không còn cách nào khác buộc anh phải giúp họ đoàn tụ với tổ tiên. Sau đó hai người đi đến một quán ăn. Thằng bé ngơ ngác nhìn kiểu ông chơi tôi hay sao mà lại gọi mấy món này. Bà chủ quán vui vẻ bước tới đưa thêm đồ ăn nhưng tay lại tính rút dao đâm lén. May mà nam chính nhìn thấu liền ra tay trước đối phương một bước. Thật ra trong thời khắc khi Giang quyết định giữ lại đứa bé kia thì anh đã đoán được những ngày tháng sau này cả hai đều sẽ bị truy sát. Vì để cắt đuôi được sư môn, anh đã đưa đứa bé cao chạy xa bay. Sau một hành trình đầy gian nan, cuối cùng họ cũng đến được sa mạc đầy cát và nắng gió tại Bắc Mỹ. Nam chính muốn nương nhờ một người quen cũ ở thị trấn nhỏ này. Ai ngờ biết được tin người quen đã sớm qua đời từ lời kể của anh Lùng Bôn. Nhưng nơi đây hoang vu vắng vẻ rất thích hợp để ẩn trốn khỏi sự truy sát. Thế là Giang quyết định cùng đứa bé sắp xếp ở lại thị trấn. Tuy nhiên một người đàn ông như anh căn bản không hề biết chăm trẻ. Đúng lúc này một người phụ nữ tưởng anh là kẻ bắt cóc trẻ em liền cầm gậy từ trên cao nhảy xuống tấn công. May mà nam chính không động thủ, chứ nếu mà ra tay thì cả cái trấn này được ăn cháo gà khuya rồi. Nói chuyện một hồi mới biết cô ấy tên là Lin. Vì rất thích trẻ con nên cô thường hay lui tới giúp đỡ và chăm sóc đứa bé. Không chỉ một mình cô ấy mà ngay cả những người hàng xóm khác trong thị trấn cũng đều đối xử rất tốt với họ. Điều này khiến người lạnh lùng như nam chính lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Vì để có nguồn thu nhập, Giang tiếp nhận tiệm giặt đồ của người quen cũ. Tại đây cũng có một số thành phần trẻ trâu bố đời nhưng anh tuyệt nhiên không ra tay vì muốn có cuộc sống yên bình. Cô nàng Linh thấy Giang đẹp trai khoai to 6 múi nên xin vào làm cùng với nam chính. Hai người cùng nhau hợp tác kiếm sống qua ngày. Có lợi nhuận thì anh 7 còn em 3, nhưng sau này lỡ lấy nhau thì của em thất. Hôm ấy trong lúc Giang đánh bài với anh Lùn thì biết được Linh là một người có thân thế rất đáng thương. Hóa ra 10 năm trước có một tên tướng cướp biến thái giống lão sếp tôi tên là Colono. Hắn để ý đến nhan sắc xinh đẹp của Linh liền muốn cưỡng hiếp cô. Linh liều mình phản kháng ném dầu nóng vào mặt hắn ta. Tên tướng cướp nổi trận lôi đình liền ra tay giết chết cả gia đình trước mặt Linh. Cô gái đáng thương này vì để báo thù cho người nhà mà hàng ngày đều khổ luyện phi đao. Có điều cô sinh ra không phải để luyện võ. Hơn nữa lại không có ai chỉ dạy nên nhiều năm nay vẫn không có tiến bộ. Giang thấy người đẹp có số phận đáng thương nên muốn thử cô ấy một chút xem sao. Coi có thể nhận cô làm đồ đệ không. Anh kêu cô bịt mắt lại rồi phóng dao về phía mình. Quả nhiên sau khi không nhìn thấy gì thì lực ném và độ chuẩn xác đều tăng cao. Chính vì cô là một người lương thiện nên dù có nhìn thấy kẻ thù cũng không thể ra tay đoạt mạng. Anh cố tình nói ra những điều khó nghe rồi bỏ đi để đánh thức tiềm năng trong cô. Cũng nhờ vậy mà Linh mới phát hiện ra Giang là một cao thủ võ lâm. Thế là người đẹp cả ngày hôm ấy bám lấy nam chính như đỉa đói để nhờ và anh dạy võ cho mình. Giang không chịu được nữa nên chỉ đành đồng ý. Hôm sau anh bắt đầu tập luyện cho Linh và còn tặng cho cô học trò một cặp song kiếm sắc bén. Hai người họ ngày nào cũng như hình với bóng tập luyện từ sáng cho đến khuya, dần dần cũng nảy sinh tình cảm nam nữ. Trông họ cứ như một gia đình ba người sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng ngày tháng tốt đẹp không được bao lâu thì một toán cướp xuất hiện tấn công vào thị trấn nhỏ. Không ngờ chúng lại chính là lũ người đã giết cả gia đình Linh. Colonel vẫn là kẻ cầm đầu đám cướp cạn này. Năm đó bị Linh hủy dung nhan nên giờ đây phải đeo mặt nạ. Thế nhưng hắn không sợ lại còn trở nên biến thái hơn. Chúng đàn áp người dân trong trấn một cách tàn bạo. Mà nam chính vì muốn có một cuộc sống yên bình nên chỉ biết cố gắng nhịn nhục. Không ngờ Linh lại chủ động tìm đến tên tướng cướp phe vãn. Cô muốn dùng mỹ nhân kế lợi dụng lúc Colonel không phòng bị mà biết hắn báo thù cho gia đình. Nào ngờ tên cáo giả này đã sớm phát hiện ra âm mưu của người đẹp. Hắn nhanh chóng khống chế cô lại để giở trò đồi bại. Trong lúc nguy cấp, Giang kịp thời xuất hiện giết chết toàn bộ mấy tên dê già mồm lông trong phòng. Khi anh chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc giết chết Colonel thì Linh lại bước ra nói cô ấy muốn tự tay báo thù. Người đẹp nghĩ đến những lời dễ dỗ chỉ bảo của nam chính. Thế là cô nhắm tịt mắt lại rồi ném thật mạnh con dao về hướng kẻ thù. Ngỡ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng khi tháo mặt nạ ra mới phát hiện đây không phải là kẻ mà Linh muốn báo thù. Colonel thật sự đã giả mạo thành tên thuộc hạ rồi bỏ chạy tụt quần. Bất ngờ lúc này Giang lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa đứa bé đi.
Hóa ra do anh đã dùng siêu năng lực của mình tấn công đám cướp nên sư phụ sẽ cảm nhận được và ôm kiếm tìm đến tận nơi. Anh không muốn làm liên lụy đến người dân trong thị trấn nhỏ này, nhưng khi anh bước ra khỏi nhà thì phát hiện mọi người đều đến tìm anh. Bởi vì không giết được Colonel nên hắn ta nhất định sẽ triệu tập người ngựa quay lại lần nữa. Đến lúc đó người của cả thị trấn đều sẽ gặp nguy hiểm. Vì để bảo vệ những người bạn của mình nên nam chính quyết định ở lại cùng họ đánh tung giái đám cướp cản kia. Dưới sự dẫn dắt của trưởng trấn, người dân nhanh chóng đào lên số vũ khí được chôn dưới đất đã lâu. Mặc dù không có nhiều hàng nóng nhưng chừng này đủ khiến bọn chúng cỏ mọc xanh mộ. Ngay khi công tác chuẩn bị ôm cây đợi thỏ vừa xong thì đám cướp cũng hùng hồn kéo đến. Cầm hàng trong tay anh em gọi, lạy mẹ con đi trả thù đời. Nam chính một mình cầm kiếm đứng hiên ngang giữa trời thách thức kẻ địch. Bọn cướp hí hửng lao đến mà không biết rằng đã trúng bẫy mai phục của người dân. Tay bắn tỉa trên cao bắn vào quả bom được cài sẵn dưới đất khiến bọn cướp bay màu hết một nửa quân số. Trong làn khói mù mịt Giang xuất hiện như một hồn ma thoát ẩn thoát hiện chém bọn chúng không còn manh giáp. Chúng sợ đái cả ra quần vội cầm vũ khí lên bắn loạn xạ. Một vài tên trong số đó rủ nhau tấn công vào trung tâm thị trấn. Ai ngờ một lần nữa tự chui đầu vào lưới. Người dân ở bên trên cứ thế nã đạn xuống số bom cài sẵn giúp bọn chúng sớm làm lại cuộc đời bằng cách đầu thai kiếp khác. Đám cướp tức ói máu liền trèo lên trên đài quan sát để xử lý người bắn tỉa. Khó khăn lắm mới leo lên được thì người bắn tỉa lại đu dây chim én đi mất tiêu. Khi ấy tên tướng cướp nhận ra có điều gì đó bất thường. Nhưng chưa kịp kêu gọi đàn em leo xuống thì người dân đã kích nổ quả bom gắn trên đu quay khổng lồ. Còn kẹt gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cả trấn thấy bọn chúng nằm im không động đậy liền mò ra vui vẻ ăn mừng. Còn đang định mổ trâu khao làng xóm thì đột nhiên đám cướp giả chết đứng dậy khiến người dân vội chạy muốn xúc cả quần. Đúng lúc này trên mái nhà bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sát thủ áo đen từ đâu bay đến. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là sư phụ của nhân vật chính. Lần này bọn họ đến với mục đích diệt trừ phản đồ sư môn. Và cả đứa trẻ dễ thương mang trong mình giọt máu cuối cùng của gia tộc kẻ thù. Ngay lập tức một cuộc chiến giữa những kẻ hành nghề ăn cướp và tổ chức sát thủ áo không trắng chính thức bắt đầu. Bọn cướp mặc dù có thể tấn công tầm xa bằng súng nhưng khi để đối phương áp sát lại gần thì chỉ có nước xác định đi bán muối. Lúc này Giang cũng lao vào góp vui. Anh bảo Lin mau chóng đưa đứa bé đi còn mình ở lại giữ chân bọn chúng. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đứa bé đã bị Colonel bắt mất. Hắn còn lợi dụng không gian nhỏ hẹp để giải quyết mấy tay sát thủ áo đen kia. Nam chính thông minh nhanh nhẹn liền tắt hết đèn hành lang đi. Sau đó bắt đầu tắm máu cho kẻ địch. Anh đi đến đâu là có kẻ phải bỏ mạng đến đó. Kể cả chúng có dùng súng bắn anh vẫn dễ dàng né tránh một cách nhẹ nhàng. Giải quyết tất cả kẻ địch xong Giang lạnh lùng mở cửa bước vào đối mặt với tên tướng cướp. Anh vung kiếm nhảy lên thì đối phương cũng rút súng ra bắn. Hắn không ngờ rằng tốc độ xuất chiêu của nam chính còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn bay nữa. Nhưng anh không ra tay giết chết Colonel mà để hắn lại cho Lin chính tay trả mối giết gia đình. Người đẹp cầm kiếm lập tức lao đến tấn công nhưng sức của một phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm sao sánh nổi với một tên tướng cướp được. Tuy nhiên sự phẫn nộ và lòng căm hận đã chuyển hóa thành sức mạnh giúp cô thành công kết liễu kẻ thù. Hai người bế đứa bé bước ra ngoài thì nhìn thấy sư phụ của nam chính đã đợi chờ ở đây từ lâu. Vì để bảo vệ đứa bé nên Giang không còn cách nào khác buộc phải quyết đấu một trận sinh tử với sư phụ. Từng đường kiếm của hai người đều mạnh mẽ và đầy uy lực như muốn lấy mạng của nhau. Mặc dù sư phụ là một kiếm khách rất giỏi nhưng ông không biết rằng nhân vật chính thì không bao giờ chết. Rất tiếc ông không phải là chân mệnh thiên tử nên cuối cùng cũng bị đồ đệ tiễn về miền xa xăm. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu bởi vì đằng sau sư phụ còn có rất nhiều người muốn lấy mạng của Giang. Anh đưa đứa bé cho Lin chăm sóc rồi quay người bỏ đi trong sự tiếc nuối, bởi cả bộ phim anh chưa được xúc than cho vào cái lò hư hỏng như ông đạo diễn đã hứa. Không những vậy cuối phim nam chính còn phải tiêu diệt kẻ địch đang truy sát mình dưới tiết trời lạnh giá của Bắc Cực. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.